Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái dạng toán mà thường hay xuất hiện, đó là bài toán lập công thức phân tử của hợp chất. Thì để giải quyết được cái bài toán này thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái bài toán tổng quát. Giả sử ở đây hợp chất X tạo bởi ba nguyên tố ABC, và người ta cho biết chúng ta được cái phần trăm khối lượng của A, phần trăm khối lượng của B và khối lượng mol của X. Và người ta hỏi là công thức phân tử của hợp chất X. Đó. Đối với dạng này thì chúng ta sẽ có hai cái cách giải. Cách đầu tiên là chúng ta đi lập công thức đơn giản, là bước 1. Thì đối với mọi bài toán lập công thức tổng quát, lập công thức của hợp chất á, thì chúng ta có bước đầu tiên là chúng ta đi gọi công thức tổng quát của hợp chất, là ở đây nó tạo bởi ba nguyên tố ABC, cho nên công thức tổng quát của nó là AX, BI, CZ. Với lại x, y, z chúng ta biết rồi, chính là chỉ số nguyên tử của các nguyên tố tương ứng. Bước thứ hai thì từ công thức tính phần trăm của một nguyên tố, giả sử đó là cái nguyên tố A, thì ta tính phần trăm của A thì chúng ta nói về chỉ số nhân cho khối lượng mol của A và chia cho mol lớn hợp chất này. Và tương tự như vậy, phần trăm của B và của C em cũng tính tương tự, và từ đó em lập tỷ lệ, chúng ta sẽ có được ở chỗ này. Đó là phần trăm của A chia cho phần trăm khối lượng của B và chia cho phần trăm khối lượng C, thì nó sẽ tỷ lệ với là chỉ số nhân cho khối lượng mol của nguyên tố đó. Và ở đây là nhớ, nếu như bài ở đây người ta không cho phần trăm, cho phần trăm khối lượng của hai nguyên tố, thì cái nguyên tố còn lại chúng ta sẽ tính thông qua công thức này, tức là lấy cái phần 100% từ đi tổng hai nguyên tố đã biết á, là chúng ta chỉ tìm được. Và từ tỷ lệ trên thì chúng ta sẽ rút ra được là cái tỷ lệ x chia y chia z này, nó sẽ tỷ lệ với là phần trăm khối lượng mà chia cho khối lượng mol của nguyên tố đó. Và chúng ta rút gọn cái tỷ lệ này, giả sử ra thì rút gọn là thành là tỷ lệ nguyên tố giãn, đó là A chia B chia C. Và từ tỷ lệ nguyên tố giãn này thì chúng ta có được cái công thức đơn giản của nó, chính là A cái nguyên tố A với B là nguyên tố B và C nguyên tố C, thì ta đọc tắt là AA, BB và CC, được chưa nào? Và từ công thức đơn giản này thì chúng ta sẽ dễ dàng suy ra được cái công thức của X nó sẽ là có dạng là AA, BB và CC tất cả N lần, có nghĩa là nó sẽ gấp bội N lần cái công thức đơn giản. Và từ cái chỗ này chúng ta sẽ suy ra được là gì? Khối lượng mol của x, đúng không, thì sẽ bằng gì, n lần cái khối lượng mol của cái công thức đơn giản của x. Ở đây thì mỗi x chúng ta biết rồi, đề bài cho, nếu đề bài không cho thì người ta cho tỷ khối hơi của x so với b, thì chúng ta sẽ tính thông qua công thức này là khối lượng mol của x sẽ là bằng là tỷ khối hơi của x so với b thì nhân cho khối lượng mol của b đó. Chúng ta thay vào đây chúng ta sẽ được cái phương trình là n, và ta tìm n xong chúng ta chỉ thay vào lại phương trình này và dẫn đến ta kết luận cái công thức của x. Thì đó chính là cái cách 1. Còn cách thứ hai đó là chúng ta đi tính trực tiếp. Thì cái bước 1 thì cũng hoàn toàn giống như là cách 1. Từ bước 2 là chúng ta nó chỉ hơi khác đi một tí, đó là chúng ta có là cái gì nè, chúng ta cũng từ cái chỗ này và chúng ta rút ra được ở đây là gì giống ở trên, nhưng mà chúng ta chỉ rút khác ở đây là chúng ta có phần trăm của A chia cho chỉ số nguyên tử của A và nhân cho khối lượng mol của A, thì nó chỉ bằng với gì, phần trăm khối lượng của B chia cho tích chỉ số nguyên tử nhân khối lượng mol của B bằng phần trăm khối lượng của nguyên tố C chia cho tích chỉ số nguyên tử của C nhân cho khối lượng mol của C. Thì chúng ta sử dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau, thì chúng ta chỉ cộng dồn trên tử lại thì nó chỉ đúng là bằng 100%, và ta cộng dồn với mẫu lại này thì nó đây chính là khối lượng mol của x. Như vậy mx biết, phần trăm ma biết, ma biết thì x chúng ta dễ dàng tìm được, tính trực tiếp được, đúng không nào? Thông qua công thức này tương tự như thế thì y chúng ta cũng tính trực tiếp được, và z chúng ta cũng tính trực tiếp được. Rồi có x, y, z chúng ta thay vào công thức tổng quát này và chúng ta tính kết luận. Rồi thì đó là về cái phần lý thuyết
cơ bản để chúng ta nắm cái dạng toán này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua một ví dụ. Ở đây là người ta cho chúng ta biết là một cái củ nghệ vàng này, thì chúng ta biết rằng là đây là một cái loại gia vị rất là quen thuộc, nhưng mà ngoài công dụng mà làm gia vị ra thì nó còn công dụng là chữa bệnh, đó là nó có khả năng là chữa các bệnh viêm loét dạ dày đó. Thì sở dĩ mà nó có khả năng chữa được bệnh viêm dạ dày là do nó có tính kháng khuẩn kháng viêm, là do trong củ nghệ này nó có hàm lượng lớn cái tinh chất curcumin. Với cái thành phần các nguyên tố ở đây là carbon, người ta phân tích được là 68,48%, và hydro là 5,43%, và còn lại là oxy. Và người ta cũng xác định được cái khối lượng mol của này là 368 g/mol. Bây giờ hãy xác định công thức phân tử của curcumin. Đó, thì chúng ta cũng giải theo hai cách thì các bạn tham khảo nha. Thì cách một là chúng ta đi lập công thức đơn giản, tức là chúng ta đầu tiên chúng ta gọi công thức tổng quát của curcumin, đó là do nó tạo bởi ba nguyên tố là carbon, hydro và oxy, nhưng chúng ta chỉ có công thức tổng quát là CXHIOZ. Và ở đây quan trọng là chúng ta có được cái kết quả đó là gì nè, x chia y chia z. Cái này ta coi lại phần trước đúng không, thì cái này chính là tỷ lệ với phần trăm khối lượng của nguyên tố chia cho khối lượng mol của nguyên tố đó. Và các bạn thay số vào thì đây oxy ta là 26,09, thì các bạn lấy 100% trừ tổng 2 68,48 cộng với 5,43 thì ra. Thì chú ý thì cái khó chỗ này là các bạn chưa quen cái việc mà chúng ta rút về tỷ lệ nguyên tố giản thôi. Thì các bạn chuyển về phân số tập phân, sau đó chúng ta thông thường thì chúng ta sẽ chia cho cái tỷ lệ số tập phân này cho cái số nhỏ nhất, thì chúng ta rút về cái số nhỏ nhất là một đơn vị. Và tiếp theo chúng ta sẽ chuyển cái tỷ lệ cái này nè thành dạng phân số, đúng không? Sau đó chúng ta lại khử nhân với 6 lên, chúng ta sẽ được là cái tỷ lệ nguyên tố giản đó là 21, 20 và 6. Rồi, và từ đó chúng ta suy ra công thức đơn giản của X đó chính là C21H20O6. Bây giờ bước tiếp theo chúng ta đi tìm cái N, đúng không? Thì bây giờ chúng ta chỉ có được công thức của X chỉ có dạng là C21 H20O6, tất cả N lập. Thì nhớ công thức đơn giản, công thức đúng của nó là phải gấp N lần cái công thức đơn giản. Và từ chỗ này chúng ta chỉ tính được là gì nè, chúng ta có được cái khối lượng mol của X thì chỉ tính bằng là khối lượng mol đơn giản của X nhân cho N. Và từ đó chúng ta giải cái phương trình của N là 368 N bằng 368. Giờ các bạn suy ra N bằng 1. Nơi 1 chứng tỏ ra là cái công thức đơn giản là sẽ trùng với công thức thực nghiệm luôn. Và lúc này ta suy ra kết luận đó là công thức phân tử của X chính là C21H20O6. Đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai là chúng ta đi tính trực tiếp. Thì bước 1 chúng ta giống như cái cách 1. Còn bước thứ hai là chúng ta đi ta có được cái tỷ lệ này, đó là cái phần trăm khối lượng của X chia cho khối lượng mol nhân với chỉ số. Nó chỉ tỷ lệ với nhau và chúng ta cộng dồn trên tử lại thì đúng không? Thì nó giống như ở là phần lý thuyết rồi, thì các bạn dễ dàng suy ra được ở đó là ba cái con số là X chúng ta tính ra bằng 21, Y chúng ta bằng 20 và Z thì chúng ta chỉ tính được bằng 6. Thì cái đây chúng ta biết nhân chéo lên thôi, đúng không? Ở chỗ này X thì chính là lấy MX nhân chéo là với phần trăm MC và chia cho cái tích là 100% nhân 12 cho trên cái tích chéo còn lại thì chỉ ra X thôi. Đó thì cách này nhanh, nhưng mà chú ý cách này là chỉ áp dụng khi mà chúng ta biết được khối lượng mol của X thôi, nhớ nha. Đó. Thì lúc này ta kết luận cái công thức phân tử của X đó chính là C21H20O6. Như vậy thì thông qua ví dụ này thì để giúp nó rõ hơn về cái cách mà chúng ta đi lập công thức phân tử của một hợp chất là khi biết cái phần trăm khối lượng của các nguyên tố. Và đây chính là cái hình ảnh về cái công thức phân tử, cũng như là đây là chính là công thức cấu tạo của curcumin cho nên
mô phỏng ở dạng 3D thôi. Đó, như vậy video đến đây là kết thúc, thì hy vọng là các bạn áp dụng cho tốt để chúng ta thực hành cho nó có hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video lần sau.